rất vui mừng được chào đón sự trở lại của quý vị và các bạn. 24 giờ Sport mời quý vị và các bạn đến với sới vật dân tộc làng Chè Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh để theo dõi trận thi đấu vật nam nữ cực kỳ vui nhộn và hấp dẫn. Hy vọng rằng đây sẽ là một trận đấu mang lại rất nhiều cảm xúc. Và đô tùng sở tại, hai đô nghe lệnh trọng tài chuẩn bị. Và bây giờ mời anh em cùng hướng lên sới vật làng Chè Tiên Du để theo dõi trận thi đấu vật nam nữ, trận thi đấu có lẽ hy vọng rằng đây là trận thi đấu vật nam nữ cực kỳ bá đạo. Hai đô chuẩn bị. Xin giới thiệu để quý vị các bạn được nắm được rõ hơn. Đô nam là đô tùng của trai làng Chè. Và nữ đô xinh đẹp chúng ta mang đai xanh là đô hoa của tỉnh Quảng Thao Từ Sơn. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Điều khiển trận đấu này cũng là một kiện tướng vật quốc gia. Đó là đồng chí, đó là Đới Đăng Tiến. Đới Đăng Tiến cũng là một kiện tướng vật quốc gia của chúng ta ở môn vật cổ điển. Và trước đây thì trọng tài Đới Đăng Tiến cũng đã từng tham gia rất nhiều mặt trận và trên các sân sới vật hội làng. Đô Thơm ra dấu xin dừng trận đấu. Có lẽ Đô Thơm đã bị đau cổ tay phải theo những quan sát của chúng tôi. Như vậy là trận đấu tiếp tục với thể hình lớn, to lớn thì đô tùng lò gạch của làng Chè có thể đánh bại được một nữ đô xinh đẹp, nữ đô chuyên nghiệp, đô hoa của đội tuyển Thao Từ Sơn hay không? Không phải ngại đâu. Vì đô thơm là không biết là nồng độ cồn của đô tùng lò gạch là bao nhiêu, nhưng chúng tôi quan sát thấy đô tùng thi đấu có vẻ chới với thân hình khá to lớn và gương mặt cũng điển trai. Nhưng đô tùng có vẻ thi đấu có những bước đi nặng nề và rất chơi với anh em ạ. Trận đấu tiếp tục. Hai đô tiếp tục. Đô tùng trông rất to cao nhưng có vẻ yếu đuối anh em ạ. Kiểu mèo vờn chuột. Một miếng bốc không biết bốc ở chỗ nào của đô tùng. Thường thì ở những sân sới vật hội làng khu vực phía Bắc rất nhiều lễ hội đã diễn ra các trận thi đấu vật nam nữ. Và những trận đấu đó đều mang lại những cảm giác, những niềm vui bất tận với bà con nhân dân các vùng miền quê của chúng ta. Không được du đẩy. Hai đô thi đấu chưa được tích cực cho lắm. Hai đô tiếp tục. Vậy là yêu cầu hai nữ đô và nam đô, ông đô bà đô chúng ta cần phải thi đấu tích cực hơn nữa để mang lại những tuyệt kỹ của võ vật, những miếng đánh, những đòn đánh đẹp mắt, những đòn đánh làm say đắm lòng người để phục vụ một pha bốc đôi của đô hoa. Rất tiếc là ngoài sới, đô hoa của chúng ta là một nữ đô có lối thi đấu rất táo bạo, không ngại những đòn đánh luồn sâu và đánh hiểm. Vừa rồi là một đòn đánh rồi, nhưng rất tiếc là bên ngoài vòng zone. Một pha ngộ không hái đào của đô hoa Đại học Thể dục Giao Từ Sơn. Tùng lò gạch cần phải thi đấu tích cực hơn. Với thể hình thân xác như con voi còi như thế kia mà không dám thi đấu thì quả là một điều rất đáng ngại. Lại là một đòn đánh nhắm mắt bắt ba ba của Tùng lò gạch. Một đòn đánh không vào đâu cả anh em ạ. Hai đô tiếp tục. Yêu cầu đô thơm tìm mới đánh. Đô Tùng cần phải thi đấu cống hiến hơn để phục vụ bà con dân làng.
và lấy lại thể diện cho các đô nam, các trai làng chè Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh. Làng chè là một làng ngự xung quanh chân núi, có phong cảnh nên thơ hữu tình, và đặc biệt là kinh tế ở làng chè rất phát triển ở vùng Kinh Bắc anh em ạ. Đô Thơm ra dấu là Đô Tùng đã bẻ đầu ngón tay. 12 đô tiếp tục. Như vậy là trọng tài đã nhắc nhở Đô Tùng, Tùng Lò Gạch không được túm các đầu ngón tay của đối phương. Theo như quan sát bằng thì nếu như bây giờ mà Đô Tùng mà kiểm tra nồng độ cồn thì có lẽ Đô Tùng sẽ vượt ngưỡng nhiều lần, thì cũng phải thông cảm thôi. Ngày hôm nay là ngày lễ hội của làng mình nên Tùng Lò Gạch có lẽ cũng đã phải tiếp khách. Với thân hình khá khổng lồ thì Đô Tùng cần phải thi đấu tích cực hơn nữa. Lợi thế về chiều cao, cân nặng, thể hình trước một nữ đô xinh đẹp như thế kia mà không dám thi đấu, không dám tiếp cận thì quả là rất rất tiếc. Không hiểu là Tùng Lò Gạch có suy nghĩ gì, hay trước mặt dân làng hay vợ ở bên ngoài là Tùng Lò Gạch có phần e ngại. Có lẽ Tùng Lò Gạch vợ đang cổ vũ bên ngoài. Đô hoa của thể thao đang tìm cách tiếp cận và ra đòn, nhưng cũng rất khó cho đô hoa bởi thể hình rất lớn của Tùng Lò Gạch, và đô hoa của thể thao cũng phải tìm chỗ để bấu víu. Với thân hình bụng bia như thế kia thì cũng khó tìm được chỗ bấu víu, mà những chỗ mà bấu víu dễ thì lại là những điều cấm kỵ trong thi đấu, trong luật thi đấu vật dân tộc. Mời hai đô đầu lèo ba chuẩn bị trang phục. Tiếp tục là một đòn nhắm mắt bắt ba ba của Đô Tùng, nhảy nhón như lên đồng anh em ạ. Như vậy là ở không biết là Đô Tùng có nồng độ cồn cao hay không theo phán đoán của chúng tôi đâu. Mời hai đô tạm nghỉ. Thở bằng tai rồi. Như vậy là tiếp tục trận đấu. Hai đô tiếp tục. Hy vọng rằng trận đấu này Tùng Lò Gạch và người đẹp đến từ Đại học Thể dục Thao Từ Sơn sẽ cống hiến cho nhân dân làng chè những đòn đánh mãn nhãn, những đòn đánh làm say đắm lòng người, chứ không phải là những pha mèo vờn chuột và trẻ em bắt chuồn chuồn như thế này. Một pha bốc đôi của Đô Hoa làm gì được không, rất nhanh. Như vậy là Tùng Lò Gạch không phải là nồng độ cồn quá cao đâu anh em ạ, trông vật vờ ngật ngưỡng, như chúng ta có thể quan sát được là pha chuồn chuồn ớt ra khỏi sới vừa rồi, Tùng Lò Gạch đã chuồn chuồn ra khỏi sới. Mặc dù thân hình rất nặng nề nhưng Tùng Lò Gạch đã chuồn ra khỏi sới với tốc độ kinh điển anh em ạ, tốc độ bàn thờ. Có lẽ là nếu như chuyển sang môn điền kinh, có lẽ Tùng Lò Gạch đã giành huy chương vàng ở pha chuồn chuồn ớt vừa rồi. Một đòn chuồn rất nhanh, mặc dù là thân hình của anh khá nặng nề, trông vật vờ. Vậy là quách tỉnh rồi anh em ạ. Vừa rồi sau pha chuồn chuồn ớt bị đập một phát xuống thảm đấu là có lẽ Đô Tùng bừng tỉnh rồi. Sĩ diện của trai làng chè bắt đầu nổi lên, cần phải có những đòn đánh táo bạo hơn nữa.
liệu đô hoa của thể dục thể thao Từ Sơn có thể vào rừng già để hái đào tiên hay không. Đô hoa là một đô thi đấu rất táo bạo anh em ạ, và có kỹ thuật thi đấu cực kỳ điêu luyện. Rất nhiều trai làng đã gục ngã trước dưới bàn tay của người đẹp đến từ Đại học Thể dục Thao Từ Sơn. Rất nhiều trai làng đã phải khóc thét với đô hoa của Đại học Thể thao Từ Sơn. Một pha bốc đôi, hai đào tiên. Một pha ngộ không hai đào của Đô Thơm rất nhanh chóng. Và như vậy là Đô Tùng bất lực anh em ạ. Anh em cùng xem lại pha làm chậm này. Một pha bốc đôi không ngại ngần va chạm. Một đòn đánh, một đòn luồn sâu và đánh hiểm. Một pha vào rừng già để hái đào tiên anh em ạ. Như vậy là Đô Tùng đã bất lực. Với cái bụng bầu của mình thì Đô Tùng đã không thể có được những phản xạ và không thể chuồn chuồn ớt được ở đòn đánh thần tốc của người đẹp nữ đô Nguyễn Thị Hoa của Thể dục Thể thao Từ Sơn. Như vậy là Tùng lò gạch đã phải cũng nở một nụ cười rất tươi, mặc dù là dáng đi vẫn còn chuyến choáng chuyển choạng, mắt mũi tai đều thở. Như vậy là đã có thưởng cho đô hoa của Từ Sơn, rất nhiều những tấm lòng. Tôi đi nhìn thấy khoảng 5-6 tờ xanh xanh rồi anh em ạ. Một cơn mưa tiền thưởng. Ban tổ chức đang công bố tiền thưởng của đô hoa trận đấu này khi giành thắng lợi trước Tùng Lò Gạch của một trai làng của làng Chè. Theo như siêu máy tính của chúng tôi thống kê thì tiền thưởng ở trận đấu này của đô hoa lên khoảng trên dưới 20 triệu đồng ở trận đấu này. Như vậy là rất nhiều các tấm lòng hảo tâm, bà con nhân dân làng Chè rất mến khách. Rất nhiều những bông hoa không phải 10 giờ mà hoa hướng dương anh em ạ. Toàn hoa to thôi. Những bông hoa hướng dương đã nở trong ánh trong nắng xuân anh em ạ. Như vậy là Đô Tùng cũng đã có một phần thưởng, không biết là mấy củ xanh lét anh em ạ. Đô Tùng đã một cái ôm thân ái. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay thì quý vị các bạn hãy đăng ký để đồng hành cùng 24 giờ Sport. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.